Thôi xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo do Lộc PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì lưu ý hình thức giao dịch bên em thì nhận hàng thì thanh toán, ưu tiên anh em gửi xe cho anh em nhé. Còn cái này tất cả mặc định, cái này không kiểm, em không cho một cái gì kiểm từ cành, khung, cò ruột, tay cầm. Đấy, kẹo cũng không kiểm 100% nhá. Cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng, không tin tưởng có thể đi số khác. Hôm nay là lên video luôn cho anh em là video thanh lý. Video thanh lý luôn cho anh em. Thì có những cái gì thanh lý phụ kiện PCP và có thanh lý luôn cây này. Cây này bây giờ anh em đang nhờ thanh lý với giá khởi điểm là 3 triệu cây này. Bao luôn 80 mét anh em nhé. Bao luôn 80 mét. Thì chưa đi sâu về cái này thì em vẫn đi sâu về kẹo trước. Vì nhà em chuyên kẹo và cành. Thì có một số vài phụ kiện để thanh lý đòi luôn cho anh em. Thì thứ nhất là thanh lý, bây giờ là thanh lý cái cành này trước. Đấy, anh em muốn nhận hàng được thanh lý thì anh em phải đăng ký kênh giúp em. Để lại bình luận, like video thì để mua được cái thanh lý giá rẻ. Em báo giá luôn cho anh em, thanh lý loại cái cành này là 600.000. Cái cành này 10 khương chuyên lắp cho Condo Mili Talon. Đấy, 10 khương, à 10 inch nhá. Đấy, loại này thì em đã tiện đuôi chuột làm đầu thoát cho anh em rồi. Đấy, thì giá khởi điểm nó là 600.000 một cái loại này. Thì đi về cái kẹo, thì kẹo bây giờ thì đây em đang quay cho anh em hàng cao cấp, hàng 5.52. Chất lượng loại này thì cực kỳ tốt. Loại này thì bao test luôn cho anh em, cứ ly là cứ tầm 100m đổ lên, hơn 100m lấm này. Nếu mà hơn 100m thì nó phải cành rất chi là ngon. Và cành 24 inch, chơi 100m nó quá là ok, xuất sắc rồi. Đây là hàng cao cấp bên nhà em. Anh em nhìn váy này, đầu lấm này, rất tần tật đều trụ. Đấy, độ ổn định nó cao. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu luôn cho anh em hàng sờ lung. Sờ lung đây là hàng sờ lung nhập nguyên hộp nguyên ký bên nhà em về. Đấy, tất cả làm bằng này, làm bằng chỉ dây. Bao test luôn cho anh em, vẫn là bao test luôn cho anh em, cự ly là hơn 100m, 160m. Đây vấn đề chính là bây giờ hiện tại em đang có một cái cây Condo Mini. À Condo Talon này thì bao luôn cho anh em 80m nhé. Thì cái bình là bình nhôm, van là van cricket hộp rút. Đấy, tay cầm không có ruột, tay cầm nhựa này, không có ruột là bằng đồng. Cành là cành bên nhà em, cành công nghệ Đức. Đấy, cành này chưa được cả sờ lung. Còn cái này thì em chưa báo giá kính. Đấy, 3 triệu cây này. Còn kính thì cộng rời ngoài. Còn cái cành này thì bây giờ nó có cột sống. Là em nói thật ra là cái cành này là em bao 30 đến 50 cân kẹo. 30 đến 50 cân kẹo nha anh em nhé. Đấy, cứ bao 80 mét. Nếu mà trong vòng 1 tuần mà không test, không đạt thì em bao đổi trả luôn cho anh em. Được cái là bao đổi trả và chất lượng rất chỉ là tốt. Thì đấy, giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy. Anh em mua hàng hệ trực tiếp qua hai số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Xin chào anh em và gặp lại.